Chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Các bạn đang ở trong một buổi học của khóa học Văn VIP lớp 9 dành cho các bạn 2K10 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Và các bạn thân mến, rất vui vì các em đã có mặt tại đây. Chị là Hải Quỳnh, chị sẽ đồng hành cùng với chúng mình trong buổi học ngày hôm nay nha. Trước khi bước vào nội dung của buổi học thì chị cùng với các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe một bài thơ như sau nhé. Trong những bài thơ mà chị yêu thích thì có một bài thơ rất là xúc động như thế này. Một bếp lửa trờn vờn sương sớm, một bếp lửa ấp ỉ nồng đượm, cháu thương bà biết mấy nắng mưa. Lên 4 tuổi cháu đã quen mùi khói, năm ấy là năm đói mòn đói mỏi, bố đi đánh xe khô giạc ngựa gầy, chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. 8 năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa, tu hú kêu trên những cánh đồng xa. Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà? Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế. Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế? Mẹ cùng cha công tác bận không về. Cháu ở cùng bà bảo cháu nghe, bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học. Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc, tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà, kêu chi hoài trên những cánh đồng xa. Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi, hàng xóm bốn bên trở về lầm lũi, đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh, vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh. Bố ở chiến khu bố còn việc bố, mày có viết thư chớ kể này kể nọ, cứ bảo nhà vẫn được bình yên. Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen, một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn, một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng. Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa, mấy chục năm rồi đến tận bây giờ bà vẫn giữ thói quen dậy sớm, nhóm bếp lửa ấp ỉ nồng đượm, nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi, nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui, nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ, ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa. Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả, nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở, sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa? Đó là bài thơ Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt mà bản thân chị cảm thấy rất hay và rất xúc động. Vậy khi mà chị muốn giới thiệu về bài thơ này, khi mà muốn chỉ ra được cái hay, cái đẹp và sự ấn tượng của bài thơ này để tất cả những bạn đọc khác hay chính là các em ở đây cũng sẽ đồng ý với ý kiến của chị, cũng sẽ thấy được cái hay cái đẹp của bài thơ này, thì chị sẽ phải làm như thế nào nhỉ? Một trong những cách mà chị có thể làm đó là viết một bài văn phân tích về bài thơ Bếp lửa, và phân tích tập trung ở những cái đặc sắc của bài thơ. Thì qua việc đọc bài văn đó, các bạn cũng sẽ có cái cảm nhận giống như chị này, hoặc là có được một cái sự gợi dẫn để rồi mình có những cảm nhận cá nhân. Vậy thì các em thấy đấy, trong kho tàng văn học Việt Nam vô cùng đồ sộ và phong phú, tác phẩm nào cũng có những giá trị riêng, cũng có những đặc sắc riêng. Và là một người đọc thì chúng ta rất cần phải phân tích rồi phải chỉ ra được cái hay cái đẹp của những tác phẩm đó để mình thêm trân trọng, để mình thêm phát huy những giá trị của văn chương. Vậy nên việc mà chúng mình cần phải viết một bài văn phân tích về tác phẩm văn học là việc rất cần thiết. Ngày hôm nay trong buổi học này chúng mình sẽ cùng với nhau học cách viết một bài văn nghị luận văn học, phân tích một tác phẩm, phân tích về nội dung chủ đề và những đặc sắc nghệ thuật của một tác phẩm văn học các bạn nhé. Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Bây giờ các bạn sẽ quan sát ở trên màn hình, chị sẽ trình chiếu những nội dung để cùng với các em đi qua các phần của bài học này. Việc của chúng mình đó là sử dụng sách giáo khoa này, bút viết này, vở ghi để cùng tham gia với chị trong buổi học này nhé. Cách học của chúng mình đó là các bạn sẽ lắng nghe này, quan sát này, thực hiện các yêu cầu mà chị đưa ra, rồi chúng mình cũng phải chủ động ghi chép vào trong vở ghi nữa nha. Chào mừng các bạn đến với buổi học này nhé. Buổi học thuộc bài số 2 trong sách Chân trời sáng tạo, giá trị của văn chương, và nội dung cụ thể đó là hôm nay chúng ta sẽ học viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học. Các bạn cùng ghi bài với chị nha.
Để có thể chinh phục bài học này thì chúng mình sẽ đi qua những phần chính bao gồm: thứ nhất là tìm hiểu yêu cầu của kiểu bài, thứ hai là sẽ kích hoạt những cái kiến thức nền mà chúng ta đã có liên quan đến kiểu bài phân tích một tác phẩm văn học, thứ ba là chúng ta hình thành những cái kiến thức mới, cái phương pháp mới để mình có thể viết được một bài văn nghị luận văn học, và cuối cùng chúng ta sẽ cùng luyện tập với một đề bài cụ thể các bạn nhá. Trước tiên là chúng ta tìm hiểu về yêu cầu. Trước tiên chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về yêu cầu của kiểu bài nhá. Kiểu bài viết một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học thì các em đã được học từ những lớp dưới rồi. Cụ thể là trong năm lớp 8 chúng ta cũng có đến hai chủ đề là học về kiểu bài này rồi, đúng không ạ? Thế nên là kiểu bài nghị luận phân tích một tác phẩm văn học không còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Đó, thế thì lên với lớp 9, chúng ta sẽ chỉ học lại và làm lại những gì đã làm ở trong năm lớp 8, đúng không nhỉ? Không phải đâu, với năm lớp 9 thì sẽ có một số những cái yêu cầu nâng cao hơn. Cùng là kiểu bài này, nhưng chúng ta sẽ cần phải đạt được những cái yêu cầu nâng cao hơn một chút. Việc nắm bắt được yêu cầu trước khi đi vào thực hành, trước khi đi vào tìm hiểu và thực hành, nó giống như việc chúng ta nắm được về mục tiêu này, đúng không ạ? Chúng ta nắm được về đích đến để rồi cái con đường mà chúng ta đi sẽ dễ dàng hơn, sẽ đúng hướng hơn. Bởi vậy mà phần đầu tiên ở đây, chị muốn các bạn có thể xác định được chính xác yêu cầu mà chúng ta cần phải đạt được khi học bài học này nhé. Sau bài học này, các em sẽ cần phải viết được một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, cụ thể là phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mỹ của nó các em nhé. Đây là yêu cầu của chúng ta, yêu cầu cần đạt mà cả chị và các em sẽ cùng làm thế nào đồng hành với nhau để chinh phục được cái yêu cầu này, để đạt được cái yêu cầu này các bạn nhé. Và bắt đầu từ đây thì cụm từ từ nghị luận thì chị sẽ viết tắt với hai chữ NL, và từ tác phẩm thì chị sẽ viết tắt với hai chữ TP nha. Đấy, thì để các bạn nắm được. Vậy để đạt được yêu cầu như thế này thì chúng ta sẽ vừa kết hợp với những kiến thức mà mình đã có và xây dựng những kiến thức mới, những phương pháp mới để mình chinh phục được nha. Cụ thể thì với năm lớp 8, chúng ta đã học về kiểu bài nghị luận phân tích một tác phẩm văn học rồi. Và ở đó chúng ta đã nắm được những cái hiểu biết liên quan đến các cái từ khóa, liên quan đến các thuật ngữ, liên quan đến các khái niệm. Vậy nên bây giờ bước sang phần thứ hai lớn, chúng ta sẽ cùng kích hoạt lại kiến thức nền của mình liên quan đến bài văn, liên quan đến kiểu bài viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học nhé. Những kiến thức nền này, tại sao lại gọi là kiến thức nền? Bởi vì là chúng ta đã xây cái nền này từ những năm dưới rồi, từ những lớp dưới rồi. Đấy, bây giờ mình nhắc lại thôi, nhắc nhớ lại thôi. Và các em cũng chủ động ghi chép lại nhá. Bạn nào mà nhớ được những kiến thức này thì các em cũng hãy ghi lại như là một lần chúng ta học thêm, một lần chúng ta nhắc nhở lại. Còn những bạn nào mà không nhớ được những nội dung như sau chị sẽ trình bày nha, thì chúng mình phải ghi chép lại thật là đầy đủ chi tiết, coi như là học lại luôn đấy. Nhớ, chị không có khuyến khích các bạn việc là cứ lắng nghe không đâu nha. Chúng ta phải tư duy nữa đấy. Thế thì ở đây các bạn ơi, thứ nhất chúng ta đã từng học về kiểu bài viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học rồi. Vậy thì chúng mình sẽ có những cái từ khóa như thế nào, đã từng biết tới, đã từng hiểu, thì chúng mình đã từng biết tới khái niệm của kiểu bài này, chúng mình đã từng biết tới bằng chứng là gì, lý lẽ là gì, mình cũng đã từng biết tới chủ đề là gì, hình thức nghệ thuật của một tác phẩm, chủ đề của một tác phẩm là gì này, hình thức nghệ thuật của một tác phẩm là gì, rồi mình cũng sẽ nắm được, mình cũng đã nắm được bố cục của kiểu bài này rồi. Vậy nên bây giờ mình cũng ôn lại một chút nha. Kiểu bài bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, thứ nhất về mặt khái niệm thì đây là một kiểu bài nghị luận văn học nha, một kiểu bài nghị luận văn học đấy. Chúng ta có những dạng, có những kiểu là nghị luận xã hội và nghị luận văn học, thì bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học thì nó sẽ thuộc kiểu bài nghị luận văn học các bạn nha. Cụ thể là chúng ta sẽ dùng những cái lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của một tác phẩm văn học
Đấy, đấy là cụ thể những gì chúng ta cần phải làm. Vậy thì bằng chứng là gì? Bằng chứng là gì nhỉ? Nếu như ở trong phần đầu buổi học ngày hôm nay ý, phần mà chị đọc bài thơ Bếp Lửa đấy, thì đấy chính là bằng chứng, đúng không? Có phải chị khẳng định là trong những cái tác phẩm mà chị yêu thích thì có một tác phẩm rất là xúc động, rất hay, thì đó chính là tác phẩm Bếp Lửa, và bắt đầu chị đọc bài thơ Bếp Lửa, thì phần mà chị đọc về bài thơ Bếp Lửa đó chính là việc chị đang đưa ra bằng chứng. Vậy nên bằng chứng ở đây chính là những cái trích dẫn từ văn bản để làm sáng tỏ cho luận điểm, là những trích dẫn nha, các bạn nhớ nhá. Bởi vì là cho đến thời điểm hiện tại, chị biết là có những bạn mà chúng ta còn chưa phân biệt được thế nào là bằng chứng, thế nào là lý lẽ, để rồi khi đọc những bài văn mẫu chúng mình không biết được là ồ, ở đây thì người viết đã trích bằng chứng gì, rồi ở đây người viết đã có những lý lẽ gì để mà học tập cơ. Đấy, đọc là cứ chỉ biết đọc thôi, xong rồi thấy chỗ nào hay hay là chép lại. Không nên như thế các bạn nhá. Chúng mình phải hiểu rõ bằng chứng là gì, lý lẽ là gì. Mà những kiến thức này thì mình đã học rồi. Hôm nay bây giờ là chị gợi nhắc lại để chúng ta có cái nền rồi tiếp tục xây dựng kiến thức mới thôi. Thì bằng chứng chính là những trích dẫn từ văn bản để làm sáng tỏ cho luận điểm. Đi liền với bằng chứng chính là những lý lẽ. Lý lẽ là những phân tích, lý giải cho bằng chứng để làm sáng tỏ cho luận điểm. Đấy, ví dụ như là chị đọc xong bài thơ Bếp Lửa, xong rồi chị khẳng định bài thơ Bếp Lửa có 7 khổ thơ, và mỗi khổ đều thể hiện tình cảm tha thiết, sự trân trọng, sự yêu mến, yêu kính của cháu dành cho bà. Thì những cái câu mà chị nêu ra là bài thơ Bếp Lửa có 7 khổ thơ đều thể hiện tình cảm như thế, thì đấy chính là lý lẽ. Bởi vì là chị đã phân tích, đã lý giải về nội dung của bài thơ Bếp Lửa như thế mà, đúng không? Đó, nên các bạn, cái trước khi mà đi vào viết một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học thì nhất thiết là các em phải hiểu rõ thế nào là bằng chứng, thế nào là lý lẽ để mình còn sử dụng ở trong bài văn của mình nha. Rồi, thế còn cụ thể đối với năm lớp 9, chúng ta sẽ viết một bài văn nghị luận văn học mà sẽ phải phân tích được nội dung chủ đề và những cái nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của một tác phẩm. Vậy chủ đề của một tác phẩm văn học là gì? Đó chính là vấn đề được tác giả tập trung soi rọi, tô đậm và nêu lên ở trong tác phẩm văn học đó. Nhá, đó là cái vấn đề được tác giả tập trung soi rọi và tô đậm. Đấy. Thế còn hình thức nghệ thuật thì chúng ta có ở đây là chúng ta đối với hình thức nghệ thuật thì nó sẽ có đặc điểm khác nhau đối với từng thể loại. Mỗi thể loại sẽ có những cái đặc trưng riêng trong hình thức nghệ thuật. Thì đối với thể loại thơ, phân tích hình thức nghệ thuật là việc chúng ta phân tích về hình ảnh, từ ngữ, biện pháp tu từ, vân vân. Thế còn đối với thể loại truyện thì hình thức nghệ thuật sẽ được thể hiện ở tình huống truyện, ở chi tiết tiêu biểu, ở nhân vật, ở ngôi kể, vân vân. Đấy nhá. Còn về bố cục, khi viết một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học như năm lớp 8 chúng ta đã học, thì bài văn sẽ có 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài, đúng không ạ? Thì nội dung của từng phần đó như thế nào? Các em có nhớ không? Các bạn nhắc lại giúp chị nào. Các bạn có thể bật mic lên trả lời, hoặc là chúng ta sẽ trả lời bằng cái hộp chat của buổi họp này nhá. Chúng mình học qua Zoom, thế nên các bạn có thể là bật mic lên bất cứ lúc nào khi chúng ta muốn phát biểu. Và nếu như mà chúng mình không bật mic được thì các bạn sẽ cần phải bình luận, trả lời câu hỏi của chị ở trong hộp chat nha. Tất cả chúng mình đều phải trả lời. Thì chị nhắc lại câu hỏi ở đây này, là bố cục của một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học sẽ có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Em hãy nêu nội dung chính hay là nhiệm vụ chính của từng phần đó. Mở bài chúng ta làm gì, thân bài chúng ta làm gì và kết bài chúng ta làm gì? Trả lời ngắn gọn thôi ạ. Bởi vì ở đây chúng ta đang nêu ra bố cục chung, chứ không phải là nêu ra bố cục riêng của một bài văn nào cả. Mà mình nêu ra bố cục chung của một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học mà mình đã từng được học năm lớp 8. Nhá. Thế thì, rồi các bạn sẽ trả lời nhá. Và bởi vì đây là một buổi học thử, thế nên là chưa có các câu trả lời cụ thể của các bạn học sinh. Nhưng các bạn hình dung giúp chị là khi vào trong buổi học, các em sẽ cần phải trả lời, rồi chị sẽ đọc, nhận xét những cái câu trả lời của các bạn để rồi rút ra được nội dung mà mình cần phải ghi chép lại nhá.
Thì ở đây sau khi các bạn trả lời xong thì chúng mình sẽ rút ra được là đối phần mở bài của kiểu bài này mình sẽ cần phải giới thiệu tác phẩm và nêu ra ý kiến khái quát của mình về nội dung chủ đề hoặc là về về nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm đó. Sau đó bước sang phần thân bài thì mình sẽ lần lượt trình bày các luận điểm ở trong phần thân bài để làm rõ cho nội dung chủ đề, để làm rõ cho những cái đặc sắc về hình thức nghệ thuật. Đấy, nói chung là mình cứ lần lượt trình bày các luận điểm ra ở trong phần thân bài. Và cuối cùng, trong phần kết bài thì mình sẽ khẳng định lại ý kiến của bản thân, nêu ra những cái suy nghĩ của mình hoặc là rút ra bài học. Đấy, nhá. Thì đấy chính là bố cục của kiểu bài viết bài văn nghị luận, phân tích một tác phẩm văn học. Tất cả 6 cái kiến thức này đều là những kiến thức nền chúng ta đã từng được học ở những năm lớp dưới. Ở đây chị thống kê lại, nên bây giờ chúng mình nhìn lại xem có chỗ nào mà mình cảm thấy lạ lẫm không? Các em xem trong trong 6 cái kiến thức này có kiến thức nào lạ lẫm với các em không? Bảo là chúng ta chưa có nắm chắc kiến thức nền đấy nha, chưa có nắm chắc kiến thức của các lớp dưới đâu đấy nha. Đấy. Rồi, nhưng mà không sao, việc chúng ta kích hoạt kiến thức nền ở đây cũng là một cách để các em ôn lại nhá. Chúng mình gọi là có một xíu xíu lỗ hổng về kiến thức thì cũng là một điều dễ hiểu thôi, nhưng chị mong các em không chủ quan với cái điều đó nhá. Đấy, để hiểu được rằng là năm học lớp 9 này không phải là một năm học tách biệt hoàn toàn với những năm học trước, mà là những năm học mà chúng ta sẽ phát triển những cái kiến thức đã có từ các năm học trước. Đấy, nên là bạn nào mà mất gốc thì năm này năm học này sẽ cực kỳ vất vả để vừa xây gốc và vừa tiếp tục phát triển. Còn bạn nào đã có cái nền, đã có cái gốc từ các năm dưới rồi thì mình sẽ tập trung vào cái việc luyện tập và phát triển thêm. Đấy, nên là cách học theo tình hình của mỗi bạn là sẽ khác nhau đấy nha. Và chị sẽ thấy được tình hình của các em thông qua những buổi học như thế này, thông qua những cái câu hỏi, thông qua những cái hoạt động kích hoạt tri thức nền như thế này. Để rồi đến cái giai đoạn ôn luyện thì chị sẽ có thể phân loại được các em ở những cái tầm điểm khác nhau để có thể có được những cái hoạt động ôn tập phù hợp nhá. Đấy thì các bạn hình dung về khóa học của chúng mình như thế nha. Rồi, vậy sau khi mà chúng ta ôn lại về khái niệm kiểu bài viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học, hiểu về bằng chứng, về lý lẽ, về chủ đề của tác phẩm văn học, về hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học và về bố cục của kiểu bài này, thì bây giờ chúng mình sẽ đi sâu hơn xem là với kiểu bài này của lớp 9 thì chúng ta có những cái lưu ý riêng như thế nào nha. Mình sẽ bước sang phần 3 lớn ạ. Tri thức ngữ văn về kiểu bài viết bài văn nghị luận văn học phân tích một tác phẩm nhá. Thì ở đây các bạn sẽ học bằng cách là các em quan sát vào trong sách giáo khoa giúp chị. Trên màn hình bây giờ cũng chính là cũng chính là cái phần yêu cầu cần đạt cái phần tri thức ngữ văn đã được đóng khung ở trong sách giáo khoa nha. Ok chưa? Đấy, thế thì các bạn ơi. Nào, bây giờ mình sẽ cùng xem này. Các em không cần phải chép lại đâu, các bạn đánh dấu vào sách giáo khoa luôn. Cách học của chúng mình ở phần 3 lớn này là các em dùng một bút highlight hoặc là các em dùng bút để gạch chân các từ khóa để mình hiểu được về kiểu bài này, đặc điểm kiểu bài, hiểu về những cái yêu cầu đối với kiểu bài này nha. Trước tiên, phân tích một tác phẩm văn học, nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật và hiệu quả thẩm mỹ của nó. Đây là một 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 bài văn mà thuộc kiểu bài nghị luận văn học nha, thuộc kiểu bài nghị luận văn học. Trong đó người viết dùng lý lẽ bằng chứng. Đấy là hai cái nguyên liệu đấy. Đó, để làm sáng tỏ chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả của nó đối với việc thể hiện nội dung tác phẩm. Thì ở đây chúng ta gạch chân vào các từ khóa như sau. Nghị luận văn học đấy là kiểu bài lớn nhá, mà đã gọi là văn nghị luận thì có hai cái nguyên liệu chính mà mình sẽ sử dụng. Nếu như gọi bài văn đó là một món ăn đi thì mình sẽ cần phải có các cái nguyên liệu đúng không ạ, có các cái công thức để nấu ăn này, có cách gia giảm gia vị, thì những cái nguyên liệu đó, những cách nấu đó chính là lý lẽ và bằng chứng. Nhớ nha, lý lẽ và bằng chứng là hai cái công cụ chính để chúng ta viết được bài văn này. Và đó cũng là những cái nội dung chính nhất luôn. Nếu như thiếu một trong hai thì không thể nào thành một bài văn nghị luận văn học được. Các bạn nhớ đấy.
Đấy, để các em hiểu được rằng là nhá, bài văn của mình mà không có bằng chứng là không phải là một bài văn nghị luận văn học, hay bài văn của mình chỉ mỗi trích mỗi dẫn chứng ra không thôi, thì đấy là chúng ta đang gọi là chép lại tác phẩm chứ đâu phải là viết nghị luận văn học nha. Nên gạch chân rõ chị vào lý lẽ và bằng chứng, đấy là hai điều rất quan trọng. Tiếp tục, mục đích nội dung chính của bài văn này sẽ là gì? Sẽ là làm sáng tỏ chủ đề này, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả của nó đối với việc thể hiện nội dung tác phẩm. Đấy, thì có hai nội dung chính nha. Một là phân tích chủ đề của tác phẩm và hai là phân tích những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật rồi hiệu quả của nó đối với việc thể hiện nội dung. Đấy, có hai cái nội dung chính trong bài văn của mình cần phải phân tích được như thế nha. Thì từ việc khai thác cái khái niệm này thì chúng ta đã hiểu được kiểu bài, hiểu được những nguyên liệu chính là lý lẽ và bằng chứng, những cái công cụ chính của chúng ta, và hiểu được mục đích chính cần phải làm gì trong bài văn rồi đấy. Vậy cụ thể hơn, yêu cầu về mặt nội dung, yêu cầu về mặt hình thức và yêu cầu về mặt bố cục của bài viết này chúng ta sẽ phải đảm bảo những điều gì? Thứ nhất, về mặt nội dung thì bài văn của chúng ta phải phân tích được nội dung chủ đề của tác phẩm. Thứ hai là phân tích được tác dụng của những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm đó. Đấy, gạch chân vào các từ khóa này cho chị nha. Thế còn về mặt hình thức thì bài văn của chúng ta phải có một, lập luận chặt chẽ; hai, bằng chứng tin cậy; ba là diễn đạt mạch lạc; bốn là sử dụng các phương tiện liên kết hợp lý. Đấy, có bốn cái yêu cầu về mặt hình thức nhá: lập luận phải chặt chẽ này, bằng chứng phải tin cậy này, diễn đạt phải mạch lạc này, phương tiện liên kết phải hợp lý này. Đảm bảo được bốn cái yêu cầu đó về mặt hình thức giúp chị nha. Và cuối cùng là bố cục của bài viết này. Vẫn là bao gồm 3 phần mở thân kết, vẫn sẽ là cái bố cục như chúng ta vừa mới ôn lại thôi. Đúng không? Vừa mới ôn lại trong phần 2 lớn, bố cục 3 phần mở thân kết đấy. Nhưng cụ thể ở đây, với phần mở bài thì chúng ta sẽ phải giới thiệu tác phẩm văn học, đấy là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là sau khi giới thiệu xong thì trong mở bài chúng ta cũng cần phải nêu ý kiến khái quát về chủ đề và những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm nha. Đấy, có hai nội dung chính trong phần mở bài các bạn thấy đấy. Đó là giới thiệu về tác phẩm. Mà giới thiệu về tác phẩm thì giới thiệu là tên tác phẩm và tên tác giả, thế là được rồi. Và nêu ra ý kiến khái quát của mình xoay quanh nội dung chủ đề và những nét đặc sắc nghệ thuật. Đó. Thế còn phần thân bài thì tùy theo hệ thống luận điểm của mình, để rồi trong phần thân bài là chúng ta sẽ lần lượt trình bày các luận điểm. Trong mỗi luận điểm thì sẽ có lý lẽ, có bằng chứng, đồng ý không? Và cuối cùng là trong phần kết bài chúng ta cũng sẽ có hai nội dung. Một là khẳng định lại ý kiến của mình, và hai là nêu ra suy nghĩ, cảm xúc, trải nghiệm cá nhân hoặc bài học rút ra từ tác phẩm. Vậy là nhìn trên màn hình các em đã thấy được các từ khóa chính mà chúng ta cần phải nắm được, cần phải nhớ liên quan đến bài văn, đến kiểu bài, viết bài văn nghị luận, phân tích một tác phẩm văn học rồi đấy. Nhá, ở đây trong sách giáo khoa cũng đã yêu cầu rõ về mặt nội dung, về mặt hình thức, về mặt bố cục là ta phải đảm bảo những điều gì rồi. Đây vừa là tri thức ngữ văn nhưng cũng là cái đích đến của chúng mình, cũng là mục tiêu hướng đến của chúng ta. Chúng ta học để làm sao có thể đảm bảo được những cái yêu cầu như thế này nhá. Đồng ý chưa nào? Vậy thì trước khi mà chúng ta đi vào tập viết luôn thì trong sách giáo khoa có một hoạt động rất là hay mà chị cũng đang rất là háo hức muốn trải nghiệm cùng với các bạn đây. Đó chính là cái hoạt động phân tích một bài văn viết mẫu. Đồng ý không ạ? Nha. Thì trong sách giáo khoa đã cho chúng ta một bài văn viết mẫu và qua bài văn đó chúng ta sẽ hiểu được hơn những cái yêu cầu về kiểu bài này. Làm như thế nào để viết được một bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm văn học thì bài văn mẫu đã cho chúng ta thấy được một cái thành quả cụ thể. Để rồi từ đó chúng ta cũng có thêm động lực, từ đó chúng ta cũng đã hiểu hơn được cách làm nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ bước sang phần thứ tư là phân tích kiểu văn bản thông qua một bài văn đã được trình bày trong sách giáo khoa. Cách học của phần thứ tư này là chị em mình sẽ cùng với nhau đọc cái văn bản trong sách giáo khoa này và trả lời các cái câu hỏi để hiểu về cấu trúc của kiểu bài nghị luận văn học được thể hiện ở trong bài văn mẫu trong sách giáo khoa. Từ đó mình rút ra được kinh nghiệm và áp dụng cho việc viết bài của cá nhân mình nhé.
Rồi, thế nên là bây giờ chị sẽ cần phải là trình chiếu cả sách giáo khoa lên nữa. Các bạn đợi chị một xíu nha. Các bạn đợi chị một xíu nhá. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình giúp chị nha. Đã nhìn rõ màn hình chưa ạ? Đây, ở trên màn hình của chị bây giờ thì đang có là một bên là phần PowerPoint mà chúng ta sẽ cùng tiến hành trả lời các câu hỏi. Đấy, một bên là chúng ta sẽ đọc văn bản sách giáo khoa để có thể trả lời các câu hỏi đưa ra nha. Vậy ạ, còn bên sách giáo khoa này để chị sẽ thu nhỏ nó lại một xíu nhá. Đây rồi, các em nhìn rõ không nào? Nào bây giờ mình sẽ cùng với nhau đọc văn bản viết mẫu trong sách giáo khoa. Văn bản có tên đó là bài văn phân tích đánh giá truyện ngắn Bồng Tranh Đỏ. Thì các em hãy hiểu rằng đây không phải là một cái tiết học đọc hiểu, thế nên là việc mà chúng ta mục đích mà chúng ta đọc văn bản này đó là để trả lời các cái câu hỏi và để hiểu được về đặc điểm của kiểu bài bài văn nghị luận văn học được thể hiện ở trong cái bài văn mẫu này nhá. Đó, vậy nên là không biết các bạn đã đọc văn bản này chưa? Nhớ nha, là trước khi bước vào một tiết học viết cùng với chị thì các bạn phải đọc trước những cái văn bản viết mẫu mà sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng mình. Rồi, vậy thì riêng trong buổi hôm nay nha, nếu mà chúng mình chưa đọc thì bây giờ chị sẽ cùng với các em chúng ta đọc lần lượt từng phần một nhé. Nhìn vào trong cái hình thức ở đây thì mình đã cũng đã thấy là bài văn này có 3 phần là mở bài, thân bài, kết bài rồi. Đúng không ạ? Đây, mở bài, thân bài và kết bài. Vậy thì trước tiên nào, với phần chúng ta sẽ cùng đọc một lượt và các em hãy chú ý tới những cái phần ký hiệu này, ký hiệu theo chữ số và ký hiệu theo dấu sao, bởi vì ở đây là người biên soạn cũng đã ký hiệu để chúng ta hiểu được về bố cục và cấu trúc của bài văn này nhá. Ví dụ đối với mở bài thì mở bài nội dung chính là giới thiệu tác phẩm văn học khái quát về chủ đề và đặc sắc nghệ thuật. Còn trong phần thân bài thì có rất là nhiều các đoạn văn. Mỗi đoạn văn thì tác giả nó thực hiện một luận điểm và sách giáo khoa cũng đã chú thích để chúng ta biết được đâu là bằng chứng và đâu là lý lẽ. Thì các bạn cùng đọc với chị một lượt nhé. Có những tác phẩm văn học như chiếc cầu nối diệu kỳ đưa tâm hồn ta đến với thế giới tự nhiên bao la, đầy màu sắc, cho ta bài học về cách sống hài hòa với tự nhiên. Đối với tôi, Bồng Tranh Đỏ của nhà văn Đỗ Chu là một tác phẩm như thế. Bồng Tranh Đỏ gợi chủ đề về con người và thiên nhiên. Chủ đề đó được thể hiện qua nghệ thuật viết truyện giản dị mà đặc sắc, lôi cuốn. Tôi yêu thích truyện Bồng Tranh Đỏ trước hết vì chủ đề của truyện, cách ứng xử của con người với thiên nhiên. Chủ đề ấy thể hiện qua sự việc tìm bắt chim bồng tranh. Mong muốn bắt chim bồng tranh đỏ của anh Hiền không bắt nguồn từ sự độc ác, mà trái lại đến từ niềm đam mê, tình yêu của anh với loài chim quý hiếm này. Anh mê bồng tranh lắm, mê hơn tất cả những chú chim mà anh đã có trong lồng kia. Với tình yêu và sự hiểu biết của anh Hiền, có lẽ anh sẽ biết cách chăm sóc, nuôi nấng chim bồng tranh đỏ. Thế nhưng, qua bao khó khăn để bắt được, anh Hiền lại quyết định thả chú chim về tổ. Anh bảo, thôi, tha cho vợ chồng nó, chúng nó còn có con nhỏ. Thì ra, tình yêu thiên nhiên không phải sự chiếm hữu,
mà là tôn trọng thiên nhiên trong trạng thái vốn có. Cũng như con người, loài vật chỉ có thể hạnh phúc khi được sống tự do. Anh Hiến hiểu rằng cuộc sống bị giam cầm dù được chăm sóc tốt thế nào cũng là nỗi bất hạnh với chim. Chủ đề cách ứng xử với thiên nhiên được tô đậm hơn qua những chuyển biến trong nhận thức của nhân vật. Trong nhận thức của nhân vật Hoài, ban đầu Hoài chưa hiểu quyết định trả tự do cho chim bồng chanh đỏ nên đã trách anh Hiền. Lời nói của anh đã thức tỉnh Hoài, đồng thời thức tỉnh chúng ta, những người đọc. Nếu có đứa nào phá rối nhà mày thì mày tính sao? Vậy thì mày có muốn đóng vai thằng ăn cướp đối với gia đình con bồng chanh không? Những lời nói ấy khiến anh Hoài nhận ra giữa thiên nhiên và con người luôn có sự tương quan. Chim bồng chanh cũng mong muốn bảo vệ tổ ấm của nó, giống như con người. Vì thế, những điều ta không muốn xảy đến với mình, ta đừng gây ra cho những loài vật. Từ đó, anh Hoài thương bồng chanh bây giờ đã à, từ đó Hoài thương đôi bồng chanh bây giờ đã tha cho à, đã tha con đến một cánh đồng nào ở một đầm nước xa lạ. Chúng lại cùng nhau xây tổ để tránh mưa tránh nắng. Tình thương ấy xuất phát từ lòng trắc ẩn và sự đồng cảm dù muộn màng. Vì hành động nhất thời của hai anh em, chim bồng chanh đã phải bỏ tổ để đi nơi khác. Chỉ tiết này nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng khi ứng xử với thiên nhiên, vì bất kỳ hành động vô tâm nào cũng có thể gây ra những tổn thương đối với muôn loài. Chủ đề đậm chất nhân văn, gợi ra những thông điệp ý nghĩa được tác giả thể hiện qua nghệ thuật truyện giản dị mà lôi cuốn, hấp dẫn. À, đến đây là bước sang cái luận điểm thứ hai là luận điểm về đặc sắc nghệ thuật rồi. Thì vừa rồi hai đoạn văn mà chị cùng đọc với các em trong phần thân bài là luận điểm phân tích về nội dung chủ đề, đúng không ạ? Thì đến cái đoạn 2 là đến cái đoạn văn này thì bắt đầu chuyển sang luận điểm 2 là những nét đặc sắc nghệ thuật. Thì người viết có 3 ý về đặc sắc nghệ thuật. Thứ nhất là cách xây dựng cốt truyện. Trước hết là việc xây dựng cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn, tác giả khéo léo sắp đặt các sự việc để thu hút sự tò mò, hứng thú của người đọc. Chẳng hạn là thư mở đầu câu chuyện có nhắc đến chim bồng chanh đỏ đã mở ra dòng hồi tưởng để nhân vật kể lại những kỷ niệm trong quá khứ, hay việc kể chi tiết quá trình khó khăn để bắt chim bồng chanh đỏ đã làm cho sự việc trả tự do cho chim trở nên bất ngờ, gợi nhiều suy ngẫm. Ý thứ hai là sẽ người viết sẽ nhận xét à sẽ phân tích về cách xây dựng tâm lý nhân vật. Đây ạ, à, cách xây dựng tâm lý nhân vật này. Cách xây dựng tâm lý nhân vật tạo cho tôi sự đồng cảm sâu sắc. Ngôi kể thứ nhất giúp cho nhân vật tôi dễ dàng bộc lộ nội tâm của một đứa trẻ hồn nhiên, háo hức đi tìm bắt loài chim quý, giận dỗi khi mất đi niềm vui mà mình được mong chờ. Quan trọng hơn, ngôi kể ấy đã làm cho sự chuyển biến trong nhận thức của nhân vật, đồng thời khắc sâu thông điệp về cách ứng xử với tự nhiên trong tâm trí bạn đọc. Điều khiến tôi nhớ mãi đó là những chi tiết miêu tả chim bồng chanh đỏ qua ngòi bút miêu tả của Đỗ Chu. Đây, bước sang ý này là bước sang ý thứ ba về nghệ thuật rồi đấy, là cách chọn chi tiết tiêu biểu. Điều khiến tôi nhớ mãi đó là những chi tiết miêu tả chim bồng chanh đỏ qua ngòi bút miêu tả của Đỗ Chu. Chim bồng chanh như có linh hồn và cảm xúc. Nó nằm im thin thít trong lòng bàn tay tôi, dường như nó quá hoảng sợ vì biết mình đã bị bắt cóc. Cuối truyện, Hoài viết thư gửi anh Hiền kể chuyện đôi bồng chanh đã quay trở về tổ cũ. Chi tiết này khiến tôi thực sự xúc động, bởi lẽ khi con người biết yêu quý, tôn trọng thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ không bỏ rơi con người. Đó là phần thân bài và cuối cùng là phần kết bài này. Bằng nghệ thuật kể chuyện đặc sắc, tinh tế, giàu chất thơ, bồng chanh đỏ đã nhắc nhở mỗi chúng ta về sự tôn trọng và cách ứng xử phù hợp với tự nhiên. Đóng lại trang sách cuối, tôi tưởng tượng thấy hình ảnh đôi bồng chanh đỏ đang bay về đầm sen thơm ngát. Đó là một bài văn phân tích về tác phẩm Bồng chanh đỏ mà tác giả sách giáo khoa đã cung cấp cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ cùng trả lời các cái câu hỏi xoay quanh bài văn này để mình hiểu được đặc điểm của kiểu bài nghị luận văn học phân tích một tác phẩm văn học như thế nào nhé. Câu hỏi số 1, em có nhận xét gì về cách sắp xếp luận điểm trong bài viết? Câu 1 hỏi chúng ta về cách sắp xếp luận điểm. Thì chúng mình nhìn lại này. À, chúng mình nhìn lại về hệ thống luận điểm ở trong bài văn này nhé. Bài văn này có mấy luận điểm ạ? À, bài văn này có hai luận điểm. Đấy, đúng không ạ? Bài văn có hai luận điểm. Nào, bài văn có hai luận điểm ạ. Luận điểm chính thứ nhất, luận điểm 1. Chị một chút nha.
Luận điểm 1 của chúng ta nè. Luận điểm 1. Luận điểm 1 của bài văn này đó là phân tích chủ đề của truyện, đúng không? Đây, chủ đề của truyện. Đấy, các em nhìn này. Đây ạ. Đúng không? Tác giả sách giáo khoa đã chỉ ra cho chúng ta đấy. Qua cái sự ký hiệu trong sách giáo khoa thì mình hiểu được luận điểm 1 ở đây là luận điểm chủ đề của truyện, phân tích về chủ đề của truyện Bồng Tranh Đỏ. Và luận điểm 1 này thì được thể hiện qua hai ý, đó là phân tích về khía cạnh thứ nhất, phân tích về khía cạnh thứ hai. Đấy, có hai khía cạnh về chủ đề mà người viết đã triển khai. Rồi, luận điểm thứ hai là gì? Nào, luận điểm thứ hai nào. Luận điểm thứ hai ạ. Luận điểm thứ hai ở trong bài văn này đó là luận điểm về luận điểm về đặc sắc nghệ thuật, đúng không? Đây các em xem nhá. Hết luận điểm 1 thì người viết bước sang luận điểm 2. Đây, luận điểm 2 là những nét đặc sắc về nghệ thuật. Những nét đặc sắc về nghệ thuật. Vậy thì các em thấy cái cách sắp xếp luận điểm như thế này có phù hợp với bài văn này không? Bài văn này có yêu cầu đó là sẽ phải phân tích về tác phẩm Bồng Tranh Đỏ. Và người viết đã có hai luận điểm chính. Một là phân tích về chủ đề của truyện và hai là phân tích về những nét đặc sắc của nghệ thuật truyện. Đó, đúng không? Thì chúng ta nhận xét để thấy được rằng là hệ thống luận điểm và cách sắp xếp luận điểm như thế này là hợp lý. Bởi vì là khi mà sắp xếp như thế thì người viết có thể lần lượt trình bày quan điểm của mình, thứ nhất là về chủ đề của truyện, thứ hai là về những nét đặc sắc nghệ thuật của truyện, từ đó mà giúp cho bài văn được toàn diện, được đầy đủ, đúng không các em? Và hệ thống luận điểm được sắp xếp như thế thì cũng giúp cho bố cục của bài văn được mạch lạc, hết ý này rồi đến ý khác. Đúng không? Nên chúng ta có thể thấy đây là một cái cách sắp xếp rất là hợp lý, làm nổi bật lên lần lượt hai yếu tố chính cần phải làm rõ khi phân tích một văn bản, một tác phẩm, đó chính là nội dung chủ đề của tác phẩm đó và thứ hai là những nét đặc sắc nghệ thuật. Thì cái cách sắp xếp luận điểm như thế này đã làm nổi bật được hai nội dung như thế, đúng không? Ok chưa ạ? Tiếp theo, câu hỏi số 2 ở đây là bài viết đã phân tích những phương diện nội dung nào của chủ đề truyện Bồng Tranh Đỏ. Từ đó em rút ra kinh nghiệm gì khi phân tích nội dung chủ đề của một tác phẩm văn học? Nào, bước sang câu số 2 nào. Ở câu số 2 này thì trước tiên là mình sẽ cần phải phân tích về những cái khía cạnh, đúng không? Nói chung là mình sẽ tập trung vào cái phương diện nội dung của chủ đề truyện. Thì phân tích nội dung chủ đề của truyện Bồng Tranh Đỏ ở đây người viết đã có những nội dung gì, có những khía cạnh gì? Thì khía cạnh thứ nhất này, khía cạnh một đó là phân tích về đây, tôi yêu thích truyện Bồng Tranh Đỏ trước hết vì chủ đề của truyện là cách ứng xử của con người thiên nhiên. Đây là câu nêu chủ đề nhá. Rồi, chủ đề ấy được thể hiện qua sự việc tìm bắt chim bồng tranh đỏ. Đây là khía cạnh thứ nhất là sự việc tìm bắt chim bồng tranh đỏ. Tìm bắt chim bồng tranh. Đây là khía cạnh thứ nhất của chủ đề này. Sau khi nêu ra khía cạnh đó thì người viết đã bắt đầu đi vào phân tích kỹ hơn, đúng không? Thế còn khía cạnh thứ hai là gì ạ? Khía cạnh thứ hai, 2B đây, khía cạnh thứ hai, chủ đề cách ứng xử với thiên nhiên được tô đậm hơn qua những chuyển biến trong nhận thức của nhân vật Hoài. Khía cạnh thứ hai ở đây đó là đây khía cạnh hai ạ. Của nội dung chủ đề đó là những cái chuyển biến trong nhận thức của nhân vật Hoài, những chuyển biến trong nhận thức của nhân vật Hoài, đúng không? Đây chính là hai cái phương diện, hai cái khía cạnh về nội dung chủ đề mà được người viết đã triển khai ở trong luận điểm 1. Ở đây chúng ta đang tập trung ở luận điểm 1, đúng không ạ? Luận điểm 1 thì người viết viết gồm hai đoạn văn, mỗi đoạn văn thì trình bày về một khía cạnh. Thế thì ở đây đề bài hỏi chúng mình đó là
Đề bài hỏi chúng ta là từ đây thì em rút ra được cái kinh nghiệm gì khi mà phân tích nội dung chủ đề của một tác phẩm văn học? Thì kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được ở đây đó là khi phân tích về nội dung chủ đề của một tác phẩm văn học nhá, là chúng ta hãy khai thác các cái khía cạnh chi tiết hơn về nội dung chủ đề. Đúng không ạ? Nha, chúng ta có thể khai thác được những cái khía cạnh chi tiết hơn về nội dung chủ đề, bởi vì ở đây ý, những cái nội dung chủ đề này, những khía cạnh này được người viết triển khai ra với các bằng chứng cụ thể, với những lý lẽ xác thực và đặc biệt là còn rút ra được bài học nữa nha. Các em thấy không? Các bạn có thấy là trong mỗi khía cạnh này thì người viết còn rút ra được bài học. Ví dụ với khía cạnh thứ nhất thì người viết rút ra được bài học là tình yêu thiên nhiên không phải sự chiếm hữu mà là tôn trọng thiên nhiên trong trạng thái vốn có. Đấy, rút ra bài học. Thì gọi là bài học một đi. Thế còn với khía cạnh nội dung chủ đề thứ hai thì người viết cũng rút ra được bài học đó là chi tiết này nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng khi ứng xử với thiên nhiên, vì bất kỳ hành động vô tâm nào cũng có thể gây ra những tổn thương với muôn loài. À, từ đây lại rút ra được bài học thứ hai. Mà mình rút ra từ việc phân tích cái cách mà người viết đã phân tích về nội dung chủ đề của truyện Bồng Tranh Đỏ thì mình rút ra được cái kinh nghiệm thứ nhất, kinh nghiệm thứ nhất này. Đó là khi phân tích về nội dung chủ đề thì phải xác định và chia ra thành các cái khía cạnh. Để có thể thấy được những cái tầng ý nghĩa sâu sắc của nội dung chủ đề tác phẩm thì chúng ta cũng hãy đặt để nội dung chủ đề của tác phẩm trong cái mối liên hệ soi chiếu với cuộc sống hàng ngày để có thể rút ra những bài học, đúng không ạ? Nhá, nên kinh nghiệm thứ hai ở đây đó là gắn liền hoặc là soi chiếu nội dung chủ đề của tác phẩm vào thực tế cuộc sống để ta có được những bài học, để ta có thể hiểu được những cái tầng ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm. Đúng chưa nào? Nhá. Đấy, thì đây chính là cái kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được từ câu hỏi số 2 mà đề bài đã hỏi chúng mình về phương diện nội dung, đúng không? Về nội dung chủ đề của cái bài văn mẫu này thì mình thấy là bài văn đã phân tích về nội dung chủ đề của truyện Bồng Tranh Đỏ với hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là phân tích về sự việc tìm bắt chim bồng tranh, và khía cạnh thứ hai là phân tích về những chuyển biến trong nhận thức của nhân vật Hoài. Ở mỗi khía cạnh đó thì người viết trình bày ra lý lẽ, bằng chứng và đặc biệt là còn rút ra được những cái bài học. Đó, khi áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, những bài học nhận thức rất là sâu sắc. Từ đó mình học hỏi được kinh nghiệm là khi phân tích về nội dung chủ đề của một tác phẩm nhá, là chúng ta hãy chia ra thành các cái khía cạnh cụ thể thay vì việc chỉ phân tích chung chung. Xem là nội dung chủ đề đó được thể hiện qua những khía cạnh nào trong tác phẩm này. Và thứ hai, kinh nghiệm thứ hai đó là hãy biết gắn liền soi chiếu nội dung chủ đề của tác phẩm văn học vào trong thực tế cuộc sống để làm gì? Để chúng mình có thể hiểu được nhiều những cái tầng ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm nhá. Đó, đồng ý chưa? Nha. Rồi, và đó là phần mà chị làm mẫu cùng với chúng mình. Trả lời một số những câu hỏi trong sách giáo khoa để có thể hiểu về đặc điểm kiểu bài thông qua bài văn viết mẫu mà sách giáo khoa đã cung cấp. Đối với những câu hỏi tiếp theo, đối với những nội dung tiếp theo của bài học này thì chị sẽ cùng gặp lại các em ở trong buổi học chính thức của khóa học văn VIP nhé. Còn nội dung của buổi học thử ngày hôm nay thì sẽ kết thúc ở đây. Chị mong rằng là thông qua một vài những cái hoạt động gọi là demo một xíu xíu thì các bạn đã có dịp được trải nghiệm và hiểu hơn về cách học ở trong khóa học văn VIP của Văn Trị Hiên với bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì chúng mình sẽ học như thế nào nhé. Chị mong rằng những trải nghiệm đó đã phần nào giúp cho các em có được thêm những cái kiến thức bổ ích, đặc biệt là cũng giúp cho chúng ta có thể tin tưởng này và lựa chọn đồng hành cùng với chị, cùng với học Văn Trị Hiên trong năm học lớp 9 quan trọng này nha. Rất mong được gặp lại các em ở trong khóa học văn VIP 2K10, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye!